ngày 20 tháng 10, thứ năm tuần 29 thường niên. Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Lời Chúa như ngọn lửa tình chung. Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ. Con người vốn kiêu căng, di chứng tật nguyền đáng sợ của tội nguyên tổ. Càng kiêu căng, càng mụ mị, không biết đâu là lẽ thật đường ngay, chẳng phân biệt được lành dữ tốt xấu. Và hẳn là cũng chẳng biết cùng đích của cuộc sống này thế nào. Toàn cảnh trần gian khi Chúa Giêsu Kitô đến là thế này: ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa xoa tan bóng tối mê muội. Tình yêu của Thiên Chúa đã xóa bỏ những vô cảm hận thù. Đức khiêm nhường, nhân ái, vị tha của Thiên Chúa đã loại trừ lòng kiêu căng, vô cảm, ích kỷ. Vẻ đẹp tinh tuyền của nước Thiên Chúa không chấp nhận những gì là ô uế, nhớt nhơ của tội lỗi. Sự sống thiên thu bất diệt, vĩnh cửu đẩy lùi sự chết bi thảm ngàn đời. Hạt bụi tái sinh thay cho hạt bụi hư vô tan tác. Không phải là một sự chia rẽ đó sao? Chúa Giêsu nói đúng. Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ. Vâng, cuộc chiến giữa sáng và tối, tốt và xấu, lành và dữ cũng đã xuất hiện trong chính nội tâm mỗi người, mỗi nhà. Chia rẽ vì tối không chấp nhận ánh sáng. Kẻ dữ chưa muốn nên lành, kẻ bất chính chưa khát khao điều công chính. Thử nhìn lại nơi mỗi gia đình. Vợ mong cho chồng nên tốt, chồng ước cho vợ ngoan ra, nhưng lại có câu chuyện bất bình vì chính mỗi người không bỏ được cái tôi to đùng, góc cạnh để lăn vào nhau cho bé nhỏ, cho nhẵn bóng, cho tròn trịa, trơn tru. Ước gì các gia đình nhận lấy lời Chúa như kim chỉ nam, như ngọn lửa tình chung để soi chung, để vợ chồng gia đình cùng nhờ lời Chúa mà chiến thắng những bất hòa do lòng kiêu căng, để cùng xây dựng một mối tình hiệp nhất trong Thiên Chúa, để hòa hợp nhau trong điều tinh tuyền, thanh khiết, trọn hảo. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nghe và thực hiện lời Chúa để chiến thắng tội lỗi, xây dựng tình hiệp thông bình an. Amen. Thắng mần côi lại về, khắp nơi đang rộn vang lên lời kinh kính mừng mẹ đầy ơn phước. Ở Việt Nam chúng con, kinh kính mừng và chuỗi mân côi là sức mạnh bảo vệ đức tin của cha ông, là nơi nương cậy vững vàng của các thánh tử đạo, là lời kinh bình dân gần gũi của các tín hữu, là lời khấn nguyện bình an trong chiến tranh, trong đại dịch, và còn là lời khấn xin hạnh phúc của các gia đình. Lạy mẹ Maria,
xin cho các gia đình Việt Nam hôm nay luôn đọc kinh kính mừng, nặng lần chuỗi mân côi, sốt sắng ca tụng tạ ơn mẹ. Kính dâng lên mẹ mọi thành viên gia đình với niềm tin rằng mẹ luôn ở đây với gia đình, với giáo xứ. Mẹ yêu thương khấn nguyện và chúc lành hạnh phúc, bình an. Amen. Dù sương khổ mẹ con cùng nhau sớt chia, Maria mẹ ơi, những năm dài đã qua rồi, có tình thương mẹ cao vời, gia đình con và giáo xứ con luôn nhớ mẹ, xin tri ân xưa thuở ban đầu, mẹ đã thương cùng đoàn con đến đây dựng xây cuộc sống, dẫu có bao vui buồn với những thăng trầm trong cuộc đời, vẫn luôn được mẹ ôi ân nguyện cầu cho chúng con yên chia. Maria mẹ ơi, những năm dài đã qua rồi, có tình thương mẹ cao vời, gia đình con và giáo xứ con luôn nhớ mẹ, xin tri ân mẹ ngày nào kêu van dưới chân mẹ. Mẹ đã thương nguyện cầu thay Chúa ban mục tử cao quý, dẫu khó khăn trăm chiều vẫn gắng cơm dựng xây được nhiều, những cung điện vàng tin yêu nay đoàn con kính tri ân. Dù sương khổ mẹ con cùng nhau sớt chia, Maria mẹ ơi, những năm dài đã qua rồi, có tình thương mẹ cao vời, gia đình con và giáo xứ con luôn nhớ mẹ, xin tri ơn mẹ ngày nào lo âu khấn xin mẹ. Mẹ đã thương nguyện cầu thay Chúa ban bình an vui sống, giữa chiến tranh điêu tàn, giữa lúc ôn dịch đang lan tràn, vẫn luôn được mẹ ơi an nguyện cầu cho chúng con yên mẹ con cùng nhau sớt chia, Maria.
vai.